Các nguồn điều tra cho biết nghi phạm bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã học trên YouTube cách chế tạo khẩu súng mà đối tượng này dùng trong vụ tấn công. Tetsuya Yamagami, 41 tuổi, khai nhận đã thử khẩu súng tự chế tại một cơ sở có liên quan đến tổ chức tôn giáo mà tên này thù hận. Yamagami cho biết mẹ đối tượng đã quyên góp một khoản tiền lớn cho tổ chức này. Cảnh sát tỉnh Nara cho rằng nghi phạm đã thử khẩu súng trước khi tiến hành vụ tấn công, song chi tiết về địa điểm đối tượng thử vũ khí chưa được tiết lộ. Các nguồn tin cho biết khẩu súng mà nghi phạm chế tạo dùng để bắn cựu Thủ tướng Abe ngày 8 tháng 7 được thiết kế để bắn 6 viên đạn cùng lúc. Khẩu súng này được chế tạo từ hai ống kim loại được gắn lại với nhau bằng băng dính và sử dụng đạn được đặt trong vỏ nhựa nhỏ có thể bắn ra từ cả hai nòng. Theo các nhà điều tra, cấu tạo của khẩu súng tự chế này tương tự như một khẩu súng ngắn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết đã ban hành kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 tháng 7 năm 2022 trên địa bàn toàn thành phố. Theo kế hoạch, ngành y tế tổ chức tiêm mũi 1, mũi 2 vaccine Moderna, Pfizer cho trẻ từ 6 đến dưới 12 tuổi, mũi 1, mũi 2 vaccine Pfizer cho trẻ từ 12 tuổi trở lên và các mũi bổ sung nhắc lại lần 1, nhắc lại lần 2 cho người từ 50 tuổi trở lên, người từ 18 tuổi trở lên có suy giảm miễn dịch vừa hoặc nặng, cán bộ y tế, công an, người lao động tại các nhà máy, xí nghiệp. Nguồn vaccine được phân bổ từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tổng số lượng gần 125.000 liều. Sở Y tế thành phố Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch hoàn thành tiêm chủng đợt 1 trước ngày 25 tháng 7, triển khai tiêm vét đợt 2 nếu còn vaccine theo nguyên tắc linh hoạt, phù hợp, tránh lãng phí. Vaccine nào có hạn sử dụng ngắn thì sử dụng trước và vaccine hết lô sử dụng thì mới chuyển sang lô vaccine có hạn xa hơn. Nền đất yếu do thiếu phù sa bồi đắp cộng thêm mưa nhiều là những tác nhân chính gây ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tại thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, 5 căn nhà bất ngờ trôi tuột xuống sông sau vụ sạt lở bờ sông. Tổng diện tích sạt lở ước tính hơn 500m2 với chiều dài lên đến 35m. Hiện tỉnh này có 30 điểm sạt lở bờ sông, trong đó huyện Châu Thành là nơi thường xuyên xảy ra sạt lở với khoảng 17 vụ. Khu vực giáp danh là huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng cũng ghi nhận 11 đoạn sạt lở bờ bao, đường nông thôn. Toàn tỉnh Bạc Liêu có 39 khu vực sạt lở bờ sông, riêng huyện Vĩnh Lợi có hơn 10 điểm sạt lở nghiêm trọng. Để kịp thời ứng phó với sạt lở, mới đây tỉnh An Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với hai đoạn sạt lở bờ sông Hậu, đoạn qua thị trấn Vĩnh Thạnh Trung và Châu Phú. Mưa ở đồng bằng sông Cửu Long càng nhiều thì tốc độ sạt lở bờ sông càng tăng và diễn biến khó lường. Do vậy, người dân có nhà cửa ven sông cần đặc biệt chú ý, theo dõi chặt tình hình để kịp thời di dời tài sản vật dụng khi cần thiết. Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra làm rõ việc người phụ nữ chạy ô tô gây tai nạn do say xỉn rồi bỏ chạy mặc cho một bánh của ô tô bị nổ. Nguồn tin từ đội cảnh sát giao thông công an huyện Hớn Quản cho biết, khoảng 17 giờ chiều 10 tháng 7, một người dân chạy xe trên tuyến đường liên xã hướng từ thị xã Bình Long đi xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản. Khi đến đoạn qua xã Tân Lợi, xe máy va chạm với ô tô 4 chỗ do một phụ nữ 26 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản chạy từ hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện cùng hư hỏng, người chạy xe máy bị thương nhẹ. Sau tai nạn, người phụ nữ này tiếp tục nhấn ga bỏ chạy. Thấy vậy, người dân xung quanh bức xúc đuổi theo. Đáng nói, dù bánh trước của xe bị nổ, nhưng người phụ nữ này vẫn chạy nhiều km bất chấp sự truy đuổi. Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Giao thông Công an huyện Hớn Quản đã báo cáo lực lượng phối hợp chốt chặn. Khi kiểm tra, người này có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Thưa quý vị, lần lượt vào các ngày mùng 8, mùng 9 tháng 7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố điểm thi của thí sinh và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023 của 116 trường trên địa bàn. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ngay sau khi biết điểm chuẩn vào lớp 10, nếu trúng tuyển, thí sinh cần nhanh chóng thực hiện thủ tục xác nhận nhập học từ ngày 10 đến 12 tháng 7 bằng hai hình thức trực tuyến hoặc trực tuyến qua cổng thông tin ts.đầucap.hanoi.gov.vn.
với hình thức trực tuyến. Học sinh truy cập vào cổng thông tin tuyển sinh tại địa chỉ tsdaucap.hanoi.gov.vn và chọn đăng ký tuyển sinh. Sau đó, học sinh nhập mã định danh, mật khẩu để tìm kiếm thông tin, rồi chọn tên trường trúng tuyển và chọn xác nhận nhập học. Sau khi xác nhận học thành công, thì học sinh cần in giấy xác nhận nhập học và nộp kèm hồ sơ tại trường đăng ký nhập học. Với hình thức nhập học trực tuyến, trực tiếp, học sinh cần nộp bản sao phiếu báo cáo kết quả tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023, bản sao bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời. Các trường trung học phổ thông sẽ cập nhật vào hệ thống thông qua mã định danh và mật khẩu của học sinh. Lúc này tài khoản của học sinh sẽ tự động khóa tại trường nhập học. Sau đó, nhà trường sẽ in giấy xác nhận nhập học cho học sinh. Trong khoảng thời gian quy định từ ngày 10 đến 12 tháng 7, học sinh nếu không làm thủ tục xác nhận nhập học thì coi như không có nguyện vọng nhập học vào trường trúng tuyển. Học sinh sẽ không được đăng ký tuyển sinh trong đợt tuyển sinh bổ sung sắp tới. Thưa quý vị, Cảng vụ Hàng hải tỉnh Kiên Giang cho biết toàn bộ các phương tiện vận tải hành khách từ đất liền ra các đảo và ngược lại đều phải tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu. Cụ thể, các hãng tàu phà tuyến Phú Quốc - Rạch Giá, Phú Quốc - Hà Tiên, Rạch Giá - Nam Du và các đảo thuộc huyện Kiên Hải, Kiên Lương, thành phố Hà Tiên phải tạm ngưng hoạt động để đảm bảo an toàn cho hành khách. Theo bản tin dự báo thời tiết của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ phát lúc 11 giờ ngày hôm qua 10 tháng 7, dự báo trong hôm nay 11 tháng 7, vùng biển tỉnh Kiên Giang có nhiều mây, có mưa rào và dông. Trong cơn mưa đề phòng xảy ra lốc xoáy, gió Tây đến Tây Nam cấp 5, cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao 1,5 đến 2,5 m, có lúc trên 2,5 m, biển động. Dự báo đến ngày 12 và 13 tháng 7, trên các vùng biển Nam Bộ, gió Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, biển động đến động mạnh, độ cao sóng từ 2 đến 4 m, thời tiết biển có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh và lốc xoáy. Thông tin từ các công ty vận tải hành khách bằng đường thủy cho biết, ngay khi nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động, công ty đã thông báo đến các đại lý và hành khách để hoàn tiền hoặc chuyển sang ngày hôm sau nếu thời tiết tốt. Thưa quý vị, Hội nghị Thượng đỉnh Diễn đàn các đảo Thái Bình Dương lần thứ 51 khai mạc tại thủ đô Suva của Fiji ngày 11 tháng 7 với các chủ đề chính là biến đổi khí hậu và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gia tăng trong khu vực. Đây sẽ là cuộc họp trực tiếp lần đầu tiên kể từ năm 2019. Các nhà lãnh đạo của 18 quốc đảo thành viên, trong đó có Australia và New Zealand, sẽ thảo luận hành động về biến đổi khí hậu và mức tăng khí thải biển. Dự kiến hội nghị kéo dài từ ngày 11 đến 14 tháng 7 tới và sẽ thông qua tài liệu hướng dẫn mới mang tên Chiến lược Lục địa Thái Bình Dương Xanh 2050. Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc hôm nay 11 tháng 7 vừa phát đi cảnh báo nhiệt độ cao màu cam, mức thứ 2 trong 4 cấp chỉ sau báo động đỏ. Một đợt nắng nóng sẽ ảnh hưởng tới hơn 10 tỉnh thành trên khắp cả nước này. Theo cảnh báo nhiệt độ cao của cơ quan khí tượng Trung Quốc vừa đưa ra, một đợt nắng nóng đang tấn công 14 tỉnh thành ở nước này, trong đó có tới 11 tỉnh thành có nền nhiệt lên tới trên 40 độ C ở một số nơi trong những ngày tới. Tính đến 3 giờ chiều ngày 10 tháng 7, tổng cộng 60 cảnh báo nhiệt độ mức cao màu đỏ, mức cảnh báo cao nhất đã được đưa ra ở nhiều địa phương trên khắp cả nước Trung Quốc. Trong khi đó, từ 12 giờ ngày 10 tháng 7, Trung Quốc đã phải kích hoạt ứng phó khẩn cấp lũ lụt và ứng phó khẩn cấp thảm họa hạn hán lũ lụt trên sông Hoàng Hà cấp độ 4 trước dự báo mưa lớn sẽ diễn ra tại các tỉnh miền Bắc và miền Trung nước này. Thưa quý vị, đường ống dẫn khí đốt tự nhiên kết nối giữa Hy Lạp, Bulgaria, IGB đã được hoàn thành và dự kiến bắt đầu vận hành thử nghiệm vào tháng tới. Đường ống này dài khoảng 180 km, nối từ thị trấn Komotini của Hy Lạp tới Stara Zagora của Bulgaria. Mặc dù đường ống khí đốt kết nối giữa Hy Lạp và Bulgaria gặp phải một số trở ngại về hành chính trong quá trình lập kế hoạch và xây dựng, nhưng dự án này vẫn có ý nghĩa chiến lược lớn đối với hoạt động thị trường khí đốt trong khu vực và an ninh năng lượng của hai quốc gia này. Đặc biệt, trong bối cảnh Bulgaria bị Nga cắt khí đốt vì từ chối chấp nhận thanh toán của Gazprom bằng đồng rúp sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.